Hi, xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bô Đồ Giò. Mình là Minh Tào Lao, chào với đâu Trần Hoàng Đại Lâm Bô Đồ. Đây là giải bóng bôn sân 139 của anh Chí Tâm, Hà Quy Giáp, Long Thành, Đồng Nai. Đi trước mình đồng kính Lâm là tem của Lam Trảng Bạc, còn bên kia là tem của Thiên Tân, nồng cốt là Đông Sang 2000, Thanh Như, Thắng Cao, Chánh Hà và Khánh Mớm cùng Minh Vật Trình 2. 0-0. Đây là xét quyết định 12 điểm. Lam Trảng Bạc dột bóc bay ra ngoài. Điểm 1-0. 1-0. Tem làm cho bạn có vẻ như không tập trung. 2-3 pha bóng liên tục. 2-0. Đây là xét quyết định 12 điểm tới. Pha phòng thủ tốt của Khánh Mớm làm trắng bàn. Lại tiếp tục. Khánh Mớm làm gì đây? 3-0. Bên kia là Đông Sang 2000, Chánh Hà 2000. Những em trẻ 2000 đang rất tuyệt vời. Vẫn còn một pha xử lý hay của mũi giữa tem làm trắng bàn. 1-3. Tiếp tục làm trắng bàn. Một quả quá hay, quá nhanh. 2-3. Bình Sơn sân giống còn sân nào không anh? Ba đều. Trời ơi, là trời, bây giờ tôi có xuống chậu nữa, vô cá tôi cũng ngạt thở không. Hồi đó không biết là tính ngắt không, tính khờ không, giờ ngắt. Ba đều. Lại là một pha khoan đầy quy lực của chính là 4-3. Đó, mấy tôi đi vào mà vô vui không, muốn đi trong xã cá gì hết. Đến 4-3. Dưới nó dài dài vô. Anh đâu biết rồi đó, lùm lùm. Tại vì tôi đây không chơi được, bánh chất. Một pha chơi liên quá hay quy lực cho bạn. 4-4. Đại trời 3-3 khó ăn lắm. Tay mấy cậu trai đi đánh chết hết. Lại phát bóng hồng 5-4. Lại là Thanh Như và Thắng Cao. Một cái dàn trắng quá khó chịu đeo bám lên cho bàn. Đội sân 6-4. Hồi xưa đi chơi á, em không biết cái sân nào hay dở, nhưng em mà lọt nó lên cái nào biết em mà được. Tại em chơi đủ thứ kèo chơi được á. Chơi, chơi. Ý là đó đi chơi nó không biết em cái gì á, em chơi cái kẹo gì em chơi cũng được. Có lỗ kìa. Bảy. 7-4.
Cho lấy anh. Nhìn nhiều vô em. Nhìn nhiều vô. Một pha kết thúc quá nhanh quá, quy luật của môi giới làm cho bạn 5-7. Lại là Đông Sang bị số 2 rất khó chịu. Đông Sang đã làm phát hiện từ khi đôi công với trọng của Đức Linh, xin lỗi các bạn, trọng của Lâm Đồng. Quá ghê, quá ghê, một cái bóng quá thật sự quá ghê. 6-8, mặc dù anh ấy không có cao hơn các cầu thủ kia nhưng thật sự một cái ra tay quá nhanh quá quy lực. 6-8 và bóng quá đẹp. Quá hay. 7-8 quá hay. Chuyện gì tới đây? Trận đấu đã trở nên quá hay rồi. Đây là set quyết định giữa Tem Lam Trang Bàng và Tem Thiên Tân. Trời lại mưa lâm râm nữa rồi các bạn ơi. 8 đều. Chưa biết chuyện gì đang xảy ra. 8 đều. Đang tiếc cho Lam Trang Bàng. Đội đang hừng hực khi thấy Lam Trang Bàng phát bóng ra ngoài. 9-8. Pha đáp chân quá tuyệt vời giữa Thanh Như và Đông Sang. 10-8. Chín mươi, một pha đường nghi của Lam Trang Bàng. 90. Lại là Lam Trang Bàng, hai quả liên tiếp phá bóng ra ngoài. 11-9. Dừng ơi. Lần thứ hai liên tiếp đường ngay Lam Trang Bàng. 10-11. Mười một đều.
mời bom đeo. Chưa biết điều gì đang xảy ra. Lại thế vẫn chia đều cho hai đội. Mời bom đeo. Mời một đều. Tổng sàng đánh bóng ra ngoài. Đồng sàng đánh bóng ra ngoài. Không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Trọng tài là người quyết định cuối cùng. Trọng tài là người quyết định cuối cùng. Trọng tài là người quyết định cuối cùng. Xin chia buồn cùng Tam Thiên Tân. Hai pha dò gà. Hai pha dò gà. Vậy tại bây giờ đang xem lại pha của Đại Lâm như thế nào các bạn ơi. Nhưng mà trọng tài quyết định như thế nào? Nhưng mà trọng tài bây giờ quyết định như thế nào rồi? Hai bên đồng ý là coi chưa có lại. Em ấy là lấy rồi. Coi camera. Chúng ta bây giờ quyết định trước đi, coi camera sao? Coi camera mới xử tăng luôn. Rồi bây giờ không có nói gì mà bây giờ trọng tài quyết định là thế nào đây? Coi camera mới. Thế bây giờ trọng tài quyết định hai đồng đội đi. Bây giờ không thôi, bây giờ lưới bên này thua. Trọng tài đi quyết định hai rồi như thế nào? Đây là đi nào nói chuyện thôi chưa? Thôi. Đây là anh sẽ lấy dành sự lấy chơi đi. Bên đây rồi. Ý trọng tài đó là coi camera nếu lưới là mình làm thua. Nếu không có lưới mình làm lưới là bên này thua. Hợp lý. Là trọng tài về hỏi bên kia chưa? Rồi, ok, xác định rồi. Không cần hỏi chứ chứ bên này nó tự xử sao? Ai nói gì? Hỏi bên không có trọng tài bây giờ biết cái nó bắt sao rồi. Chưa quyết. Ủa sao tao không cho không quyết được? Chưa quyết. Cái banh đó là xử lý hoài. Cái gì? Cái banh đó là hoài. Thì bây giờ ông đi xử đi. Là xử đi. Cái đó là ông làm dễ tự ông làm khó không thôi. Tôi nói thật. Cái đó là tự ông làm khó rồi thôi. Thôi xử sao tính vậy. Thôi cái đó là tự ông làm khó không thôi. Thì bây giờ nè trọng tài. Cái đó là tự ông làm khó không thôi. Vậy thôi. Các bạn hãy chờ xem Lucebu và Lucebu rồi. Ok.